ôi, bình thường thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng với một thủ môn thì chỉ cần một đôi tay khéo léo này, một sức khỏe thật là tốt. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vũ Hà thực sự là chứng kiến được khi mà anh Nguyên Mạnh chơi bóng với một đôi chân cực kỳ là khéo léo và chuyên nghiệp như vậy. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành bóng đá Thành Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Và kể từ ngày hôm nay thì ekip truyền thông của bóng đá Thành Nam sẽ liên tục sản xuất ra những chương trình, bản tin cũng như là soft show để có thể là gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh, thông tin mới nhất của các cầu thủ cũng như là các thành viên trong câu lạc bộ. Vâng, và sau hơn một năm có nhà tài trợ chính thức là tập đoàn Xuân Thiện thì Thép Xanh Nam Định đã có sự chuyển mình hoàn toàn mới. Và như chúng ta cũng đã biết, với những bản hợp đồng mới ngay tại chảo lửa Thiên Trường này, quả là Thép Xanh Nam Định luôn luôn xuất hiện trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng Nycop V-League 2023. Và số đầu tiên của chương trình lần này thì chúng ta sẽ cùng có những cuộc trò chuyện thú vị cùng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh của chúng ta ngày hôm nay. Anh Mạnh ơi, không biết là dưới thời tiết ngay tại chảo lửa Thiên Trường như bây giờ thì anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Thật sự hiện tại thời tiết ở Nam Định cũng như là tất cả ở phía ngoài phía Bắc này là thời tiết hiện tại rất là khắc nghiệt. Vâng. Anh nghĩ là nếu thời tiết như thế này thì thật sự là chơi tất cả môn thể thao ở ngoài trời rất là khó khăn và gây nhiều cản trở cho các cầu thủ. Thật ra thì với sức nóng tại chảo lửa Thiên Trường như thế này thì em nghĩ là nó cũng không là gì so với cái nắng ở Nghệ An, phải không anh? Đúng rồi. Thật ra là mình cũng sinh sống từ Nghệ An thì ở Nghệ An người ta khắc nghiệt nhất là cái thời tiết. Vâng. Thì mình ra đây thì mình cảm thấy được là thời tiết ở Nam Định cũng có một chút gió. Cũng dễ chịu hơn ở Nghệ An. Vâng. Vậy thì sau hơn nửa năm đến với Thép Xanh Nam Định thì cuộc sống của anh có gì thay đổi này? Có những điều gì tích cực hơn thì so với những câu lạc bộ mà anh gắn bó trước kia như là Sông Lam Nghệ An hay là Viettel ạ? Thực ra mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình đã đi nhiều nơi thì mình nghĩ là môi trường nào mình cũng tập làm quen. Vâng. Và cũng như là câu lạc bộ bóng đá Nam Định thì mình đã về đây được gần nửa năm thì mình cảm nhận là môi trường ở đây là con người rất là thân thiện. Vâng. Cũng như là rất là hâm mộ về bóng đá rất là nhiều. Rất là cuồng nhiệt đúng không ạ? Đặc biệt là từ khi mà có nhà tài trợ chính là tập đoàn Xuân Thiện thì em cảm thấy là cái sức cuồng nhiệt cũng như là nóng bỏng ở trên sân của các cầu thủ thì càng quyết liệt hơn, càng dũng mãnh hơn đúng không anh? Đúng rồi. Được biết là từ đầu mùa giải đến bây giờ thì Nguyên Mạnh chỉ để thủng lưới có 4 bàn thôi. Và không biết là bí quyết gì để cho anh có thể là giữ chắc cái khung thành được như vậy ạ? Thực ra mình nghĩ là bản thân mình phải cố gắng tập luyện tốt và mình vào sân mình cứ làm việc hết mình, bản thân mình. Và mình nghĩ là một phần nữa là tất nhiên là các đồng đội xung quanh mình đã hỗ trợ mình rất là tốt để mình có thể giữ vững khung thành thật tốt. Và cụ thể là các đồng đội của anh đã hỗ trợ anh như thế nào để anh có thể giữ vững khung thành? Và anh thấy là so với Thép Xanh Nam Định trước kia và với Thép Xanh Nam Định bây giờ thì cái lối chơi cũng như là chiến thuật của các đồng đội của mình thì đã có cái sự thay đổi như thế nào ạ? Hiện tại thì câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định được đầu tư con người nhiều hơn, tốt hơn. Thì mình nghĩ là lối chơi của đội bóng là kiểm soát bóng tốt hơn và tấn công nhiều hơn. Thật sự là chưa may mắn đến với câu lạc bộ nhưng mà mình nghĩ là để tạo lên một cái đội bóng thi đấu tốt thì tập thể là đoàn kết. Nhưng mà hiện tại mình thấy câu lạc bộ bóng đá Nam Định là một tập thể cực kỳ là đoàn kết. Mình nghĩ là trong tương lai thì câu lạc bộ sẽ phát triển hơn nữa. Vâng. Vậy thì anh có thể chia sẻ với mọi người là cái bí quyết hay là anh có một cái lộ trình nào đấy trong ăn uống, trong tập luyện để có một cái sức khỏe rất là dẻo dai và cường tráng như bây giờ không ạ? Cái này là bí quyết để mọi người nhớ à? Phải ghi âm, phải chốt lại, phải lưu nhớ cái đoạn này nha mọi người. Thực ra bọn mình ăn uống với là tất cả mọi thứ thì đều có sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Dạ. Của tất cả bác sĩ đội. Thì mình nghĩ là quan trọng là bản thân mình trau dồi và giữ gìn thể chất như nào để mình chuẩn bị trận đấu như nào. Để mình ra sân với một cái tinh thần và một cái con người nhẹ nhàng và mình làm việc hết mình ở trong sân. Vâng, như vậy thì có nghĩa là cái cường độ tập luyện của mình chắc là theo anh đánh giá là có nặng hay là có cái gì đó nó khắc khổ không ạ? Tất nhiên là trải qua về môn thể thao bóng đá này thì không có dễ dàng. Thì mình nghĩ là tất cả các cầu thủ thì hầu như ra sân là phải làm việc hết mình. Vâng. Và
cống hiến hết mình trên sân tập thì kết quả sẽ nó mới thành hiện thực ở trên sân thi đấu chính thức được. Dạ. Anh Nguyên Mạnh này được biết là tại đấu trường V-League, anh được mệnh danh là thủ môn chơi chân hay nhất. Thì không biết là tin đồn này nó là thứ thiệt hay là sự thật như thế. Và đặc biệt là em còn nghe có một thông tin là anh đã từng chơi ở vị trí tiền đạo. Thì không biết là ngày hôm nay anh có thể chia sẻ những cái kỷ niệm này cho mọi người cùng biết được không ạ? Thực ra trước lúc mình vào Sông Lam thì mình được Sông Lam Nghệ An tuyển quân thì mình cũng là một thủ môn. Dạ. Mình được đào tạo thủ môn từ đầu. Và có nghĩa là ấn định là thủ môn là từ ban đầu rồi đúng không ạ? Sau một thời gian mình tập luyện thì mình cảm thấy mình thích thú về chơi bóng nhiều hơn. À. Thì mình cũng có xin huấn luyện viên là lên thử sức với thi đấu ở vị trí tiền đạo. Dạ. Nhưng sau một thời gian đá thì chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức là U15 quốc gia thì Sông Lam Nghệ An đang thiếu thủ môn, thì lúc đó mình đã quay về với là thủ môn. À. Thì thực ra là sau mỗi buổi tập của bóng đá trẻ Sông Lam thời xưa ấy, dạ, thì thường bọn mình tập luyện xong thì tất cả các cầu thủ đều muốn vui đùa với nhau bằng quả bóng thì chơi chia đôi ra để dạ chơi vâng. Thì lúc đó mình tự tin mình dám chơi bóng. À. Mình được rèn giũa từ nhỏ nhiều hơn nên dạ vâng, cái chân mình có thể là một phần là từ nhỏ mình dám chơi nhiều hơn thì vâng, có thể là chân mình hiện tại nó tự tin hơn nhiều. Dạ vâng. Với cái việc mà sử dụng bóng, chơi bóng mà điêu luyện hơn so với những cái thủ môn khác thì bản thân anh cảm thấy nó phục vụ tốt hơn cho anh ở trong cái chuyên môn trở thành một thủ thành như thế nào ạ? Thật sự là bóng đá hiện đại giờ thủ môn rất là quan trọng về đôi chân. Mình nghĩ là các thủ môn hiện đại, các thủ môn trẻ của đội tuyển Việt Nam hiện dạ tại thì cũng đang phát triển về đôi chân rất là nhiều. Mình dạ nghĩ là cái đó là rất là tốt. Ừ. Tại vì bóng đá hiện đại giờ thủ môn là đôi chân quan trọng nhất. Dạ. Di chuyển linh hoạt như thế nào và dám tự tin chơi như thế nào là mình nghĩ là cái đó là phục vụ vào trận đấu rất là dạ tốt. Tại vì là mình bóng đá Việt Nam mình đang hướng theo lối đá của châu Âu thì mình nghĩ là thủ môn rất là quan trọng về đôi chân. Dạ. Vậy thì Nguyên Mạnh ngày hôm nay anh có thể là chia sẻ cho mọi người là anh thần tượng ai được không? Thực ra nếu mà ở trên thế giới này mình từ nhỏ đến giờ thì mình thần tượng thủ môn là Casillas, thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha. Dạ. Còn về cầu thủ thì anh yêu mến ai nhất ạ? Tất nhiên hiện tại thì mình vẫn là yêu mến Cristiano Ronaldo nhất, tại vì là anh ấy đã có cái động lực cũng như là truyền cảm hứng cho tất cả các cầu thủ. Thôi bật mí với mọi người mình là fan của Messi nha. Mình là đối ngược nhau đấy anh ạ. Thôi chúng ta quay trở lại quá khứ một chút là hết mùa giải năm 2022. Thì em được biết là đã có rất nhiều câu lạc bộ săn đón, nhưng mà không hiểu vì cơ duyên nào mà anh lại đồng ý với việc là ký hợp đồng với Nam Định. Và có phải là anh rất là yêu mến ông bầu của Nam Định hay không để lựa chọn trở về câu lạc bộ này ạ? Mình nghĩ câu hỏi này rất là hay. Tại vì là mình trước lúc mình gia nhập Nam Định thì thật sự trong đầu mình suy nghĩ con người Nam Định và khán giả Nam Định. Mình nhìn qua TV cũng như là mình được thi đấu trên sân Nam Định rất là nhiều. Đạ. Mình cảm thấy yêu mến con người nơi đây, họ cuồng nhiệt đá bóng. Và mình được làm việc với chủ tịch, người mà đứng đầu câu lạc bộ, thì chủ tịch được hướng đội bóng rất là lâu dài. Và mình cảm thấy là đây là môi trường để mình có thể phát triển bản thân hơn nữa. Mình nghĩ là mình gia nhập Nam Định, đấy là cái cơ duyên của mình. Cũng là một lựa chọn rất là đúng đắn đến thời điểm bây giờ phải không ạ? Đúng rồi. Và bản thân Vũ Hà nghĩ rằng với tình cảm mà anh dành cho Thép Xanh Nam Định cũng như là dành cho người hâm mộ Nam Định thì người hâm mộ Nam Định cũng dành cho anh một cái niềm yêu mến cũng như là cái sự tin tưởng nhất định đối với thủ thành của chúng ta. Được biết là anh khi mà khoác áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng như là của Viettel thì đã đều từng giành được chức vô địch tại đấu trường V-League. Và không biết là khi mà đến với Thép Xanh Nam Định thì mục tiêu của anh ra sao, và anh có vạch ra được những cái mục tiêu chính xác là mình sẽ gặt hái những gì cống hiến cho Thép Xanh Nam Định ở thời gian tới không ạ? Lúc mà mình về gia nhập câu lạc bộ bóng đá Nam Định thì mình có nói chuyện với chủ tịch thì dạ chủ tịch đã có đặt ra mục tiêu cũng như là lộ trình rõ ràng. Thì mình nghĩ là bản thân mình cũng như là tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp thì tất nhiên là muốn có một cái danh hiệu cùng đội bóng nào, nhưng mà mình nghĩ là bản thân mình và tất cả toàn đội thì
sẽ cố gắng tập trung và thi đấu thật tốt, mang về những cái vinh quang cho con người Nam Định, cũng như là mang về một cái danh hiệu nào đó để dành tặng cho người Nam Định. Dạ. Vậy thì anh có tin được là ở một cái thời điểm ở mùa giải sớm nhất thì anh có thể là cùng với những đồng đội của mình mang thành tặng cho người hâm mộ Nam Định một chiếc vô địch V-League không? Tất nhiên cái đó là một quá trình dài. Mình nghĩ là bản thân mình cũng như là tất cả các cầu thủ trong đội thì sẽ cố gắng thi đấu thật tốt từng trận một. Để suy nghĩ xa hơn thì bọn mình sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một để giành những cái kết quả tốt nhất có thể. Dạ. Từng bước một đúng không ạ? Trước khi chia tay thủ môn rất là điển trai của chúng ta thì tôi còn một câu hỏi nữa. Đó chính là anh có muốn là gửi gắm điều gì đến với người hâm mộ của Thép Xanh Nam Định không ạ? Bản thân Mạnh cũng như tất cả các cầu thủ Nam Định sẽ quyết tâm và thi đấu thật tốt từng trận đấu một và giành những cái kết quả tốt nhất để không phụ lòng người hâm mộ Nam Định. Dạ vâng, chắc chắn rồi, và người hâm mộ Nam Định cũng sẽ luôn đồng hành và dõi theo từng dấu chân của các cầu thủ cũng như là của anh Mạnh trên sân cỏ. Và em cảm ơn những chia sẻ của anh Mạnh và chúc cho đội bóng của chúng ta sẽ có những cống hiến, sẽ có những cái phút giây thật là tuyệt vời trên sân cỏ ở mùa giải sắp tới. Cảm ơn anh. Và đến đây thì Talk Show đồng hành bóng đá Thành Nam xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.